Xin chào mọi người, nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái pan bệnh, cách khắc phục cái pan bệnh này ở trên cái con Mixua UGX10. Thì nói chung là tất cả các loại mic, tôi nói 100% luôn, với cái bệnh nó có cái biểu hiện bệnh như này thì tôi sẽ khắc phục theo cái hướng của tôi. Thay vì việc tôi sẽ mò trên mạch thì tôi sẽ làm theo kiểu của tôi thì nó nhanh gọn. Nếu như mọi người không quá quan trọng về cái tính nguyên bản của cái đầu thu này, đầu phát này. Rồi cái bệnh của nó như sau. Cái tiếng ra, cái âm thanh ngõ ra của nó nhỏ. Khi mọi người vặn kịch cái volume này lên, cái tiếng nó mọi người có gào lên đi chăng nữa nó cũng nhỏ. Rất là nhỏ, nhỏ xíu luôn. Rồi cái cách khắc phục của tôi như sau. Thì tôi thì tính tôi lười, tôi không mò mạch á. Thì tôi sẽ làm một cái mạch, tôi chế một cái mạch khuếch đại tín hiệu ngõ ra của nó. Thì bình thường thì nó sẽ như này. Cái tín hiệu ra, cái tín hiệu ra ra mic, ra cái âm ly á, thì cái ngõ ra thì nó sẽ là một cái đường. Tôi vừa quay vừa cầm điện thoại nên là hơi khó. Mọi người đều thấy. Bình thường á thì cái đường tín hiệu của nó ra, tôi ví dụ như này. Nó sẽ ra cái cọc, cái lỗ để mọi người cắm đúng không? Nó sẽ làm cái đoạn như này. Như tôi sẽ cắt cái đoạn này ra, tôi sẽ nối qua một cái mạch khuếch đại. Khuếch đại do tôi tự chế thôi. Và cái mạch này tôi cũng cóp ở trên mạng. Thì cái mạch nó như sau. Tôi sẽ không hàn lại cái mạch nữa, tại vì trong cái mic, bộ mic kia này tôi đã gắn cái mạch mà tôi chế vào rồi nên. Bây giờ tôi chỉ vẽ lại cho mọi người xem. Mọi người cần chuẩn bị chỉ cần có mấy con linh kiện thôi. Đầu tiên là một con đèn ngược. Đây, chân B, C, E. Cái đường vào thì mọi người có thể sử dụng cái nguồn dưới 8V nhé. Không nên sử dụng cái nguồn cao quá. Ở đây mọi người sử dụng cho tôi con 100K. Cái nguồn vào dưới 8V, ưu tiên sử dụng 5V nhé. Cái đường vào chân B này thì tôi sẽ sử dụng một con 10K. Rồi. Nó nối với một con tụ khoảng 1mm. Rồi. Còn trên cái chân C này tôi sẽ lấy tín hiệu ra ở đây cũng qua con tụ 1mm. Tôi sẽ lấy ra đây, còn chân này thì mới mát thế thôi. Rất đơn giản, cái mạch này không có gì cả. Cái nguồn này, nếu mọi người sử dụng cái nguồn quá cao, 9V trở lên á, 8-9V trở lên thì cái tiếng ra của nó sẽ bị sôi, cực kỳ sôi luôn. Đấy, còn cái nguồn tầm 5V, 5-6V trở lại thì tiếng im, im du luôn, không nghe gì cả. Đấy, cái đường này thì nó sẽ là cái đường mạch nối ra cái chân jack đấy, thì mọi người cắt cái mạch đấy ra và nối cái điểm này vào cái điểm phía trước. Còn này là điểm để nối ra cái chân jack thôi. Đấy. Rất đơn giản cái mạch này, không có gì cả. Tại vì tôi đã gắn vào trên cái mic rồi nên là tôi không lôi ra cho mọi người xem nữa. Cực kỳ đơn giản luôn và cái tiếng nó không bị méo. Không méo cũng không sôi. Nếu mọi người không quá quan trọng về cái tính nguyên bản của mic thì chế như tôi này. Tất cả các cái loại mic luôn. Thì đây là cái mạch khuếch đại micro mà. Đơn giản cho mọi người có thể tự làm. Thay vì việc ngồi mò cả buổi sáng, nếu mà không sửa quen thì cả buổi sáng, thậm chí cả ngày để mà sửa cái mạch đấy. Rất vất vả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mà có gì thắc mắc thì
mọi người có thể bình luận bên dưới hoặc là nhắn tin vào cái Facebook của tôi. Cái chỗ này nếu mọi người khi mạch nó hoạt động thì đo được 0V nhé. Không có V nào. Cảm ơn mọi người.